Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Tài chính thị trường của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, xu thế tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững hướng tới bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng là nội dung chính được chúng tôi đề cập trong bản tin hôm nay. Cùng với đó, thông tin về tình hình sản xuất tiêu thụ một số loại nông sản trên địa bàn tỉnh cũng được chúng tôi đề cập tới trong bản tin kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Do tác động của giá thế giới, giá một số mặt hàng nhóm nhiên liệu năng lượng như là xăng dầu, khí hóa lỏng có diễn biến tăng, giảm đan xen. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa có yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát trên thế giới tác động đến Việt Nam, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, thị trường trong nước đang trong quá trình phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần chủ động nắm bắt tình hình, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 năm 2023 ước tăng khoảng 4,2% đến 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong quý 1 năm 2023, thị trường hàng hóa vẫn tương đối ổn định. Nhu cầu tiêu dùng đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình giảm nhiều trong tháng 2 và tháng 3, do người dân chủ yếu tập trung mua sắm các mặt hàng này trong giai đoạn trước Tết. Một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 3 tháng đầu năm 2023, đó là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2%, tác động làm CPI quý 1 năm 2023 tăng khoảng 1,4%. Giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tăng, tác động làm CPI tăng khoảng 1%. Thưa quý vị và các bạn, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay trùng với lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người chọn đi du lịch trong nước và nước ngoài nên nhiều tour đã kín chỗ. Giá vé máy bay nhiều chặng nội địa cũng tăng cao. Cụ thể, điểm khởi hành từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Côn Đảo, Nha Trang. Mức giá vé máy bay khứ hồi trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 dao động từ 3 triệu cho đến 5,5 triệu đồng cả thuế phí, có chặng cao điểm tới hơn 7 triệu đồng khứ hồi. Giá vé các chặng bay quốc tế cũng tăng gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường. Theo Tổng cục Hải quan, tình hình kinh tế đã khôi phục trở lại, khiến lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh. Nửa đầu tháng 3, cả nước nhập khẩu gần 7.300 xe, tổng kim ngạch đạt trên 161 triệu đô la Mỹ. Hai dòng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chủ yếu về Việt Nam là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải. Thái Lan tiếp tục là thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của Việt Nam. Kết thúc năm 2022 vừa qua, tiêu thụ ô tô tại Việt Nam đạt mức hơn 508.500 xe. Trước đó, khi thị trường sôi động nhất, con số bán ra chỉ đạt hơn 400.000 xe vào năm 2020, còn lại đều ở mức 300.000 xe một năm. Thời gian qua, do chịu áp lực đầu vào, một loạt thương hiệu lớn điều chỉnh tăng giá thép, nâng giá thép đạt đỉnh mới, trong khi sức tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh. Sau khoảng thời gian khá dài ghim giá, mới đây, một số doanh nghiệp thép trong nước đã thông báo tăng giá bán thép xây dựng từ 100 đến 160 đồng một kg, tùy từng thương hiệu, so với thời điểm cuối tháng 2. Về nguyên nhân tăng giá thép, Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết chủ yếu do giá nhập các loại nguyên liệu đầu vào sản xuất thép như than, thép phế, cuộn cán nóng chưa có dấu hiệu dừng đà tăng trưởng. Thị trường bất động sản thời gian qua trầm lắng. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở phân khúc đất, phân lô bán nền, mà đối với các dự án nhà ở thương mại, sức mua cũng giảm đi rõ rệt. Hiện Lào Cai có 22 dự án nhà ở thương mại với trên 6.000 căn hộ đã được chào bán, nhưng mới chỉ có trên 2.900 căn hộ được bán cho khách hàng. Chiếm 47% số căn hộ này chủ yếu là nhà ở liền kề, có phân khúc từ 2 đến 3 tỷ đồng. Năm 2023, Lào Cai dự kiến đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng trên 14 ha. Với sự chuyển biến, điều tiết của thị trường, bất động sản tại Lào Cai đang dần trở về giá trị thực, hướng đến người có nhu cầu mua nhà ở thực.
sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại. Tại Lào Cai, việc xuất khẩu quả chuối tươi sang thị trường này đã ổn định trở lại. Từ đầu năm đến nay, nông dân đã thu được gần 8.200 tấn quả chuối tươi. Toàn bộ sản phẩm chuối được xuất sang thị trường Trung Quốc thông qua Hợp tác xã Châu Thịnh Phong, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Bằng, Công ty Liên Giang và các thương lái trên địa bàn xã Thanh Bình, Nậm Chảy, Lùng Vai. Thị trường xuất khẩu ổn định, nông dân phấn khởi vì chuối quả bán tại nơi sản xuất với giá trung bình từ 5-7.000 đồng một kg. Giá bán này đảm bảo cho người sản xuất có lãi. Để việc xuất khẩu quả chuối tươi ổn định, trước đó ngành nông nghiệp đã hoàn tất các hồ sơ, cấp được 14 mã vùng trồng chuối và 8 cơ sở đóng gói theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đây là điều kiện cần thiết để quả chuối tươi có thể xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Dự kiến năm nay, các địa phương là Bát Sát, Mường Khương, Bảo Thắng và Bảo Yên sẽ trồng mới khoảng 275 hectare chuối, nâng tổng diện tích cây trồng chủ lực này của tỉnh lên khoảng 3.800 hectare. Thưa quý vị và các bạn, doanh số bán hàng trong 3 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ thời điểm này năm ngoái. Tín hiệu này cho thấy thị trường ô tô tại Lào Cai bắt đầu khởi sắc trở lại sau khi ghi nhận sự sụt giảm vào cuối năm 2022 do tác động từ kinh tế. Hiện các hãng xe tung ra nhiều chương trình kích cầu mua sắm để tăng doanh số. Lựa chọn mua xe ô tô vào đầu năm, anh Nguyễn Bảo Tuấn lý giải, đây là thời điểm tốt nhất. Không chỉ giá thành hạ mà nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cũng đang được các hãng tung ra. Đây cũng là quan điểm của nhiều khách hàng mua ô tô vào thời điểm này. Thứ nhất là về chất lượng xe và các thứ phân khúc của xe rồi. Sau đó thì về giá cả rồi là chương trình khuyến mãi. Nó chỉ là một cái chương trình khuyến mãi nhỏ đối với khách hàng, nó cũng mang lợi ích cho khách hàng thì mình lựa chọn. Theo thống kê, 3 tháng đầu năm hãng xe này đã bán ra hơn 100 chiếc, tăng gần 20% so với 3 tháng cuối năm trước. Để thúc đẩy doanh số bán hàng, hãng đã tung ra nhiều ưu đãi như hỗ trợ lệ phí trước bạ, quà tặng bằng tiền hay hiện vật. Chúng ta đã bước đầu kiểm soát được lạm phát và lãi suất ngân hàng cũng có dấu hiệu là giảm. Thì nhu cầu mua xe của khách hàng cũng đã tăng lên. Đặc biệt là đã có những gói kích cầu của nhà máy cũng như đại lý. Nên là nhu cầu mua xe của khách hàng cũng tăng và thị trường ô tô cũng đã ấm dần lên. Mới đây, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu chính sách gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt, ưu đãi lệ phí trước bạ 50% đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Nhiều hãng xe kỳ vọng nếu đề xuất này được thông qua, trong những tháng tới số lượng xe ô tô bán ra sẽ đạt mức tăng trưởng mới. Mà kinh tế ở Lào Cai mình thì cũng đang khởi sắc trở lại, thì cửa khẩu cũng đã mở và run tín dụng ngân hàng thì cũng đã được nới lỏng. Và lãi suất cũng đang trên đà giảm thì chắc chắn thì trong quý 2 tới nếu mà như mà được giảm thuế trước bạ thì chắc chắn là thị trường ô tô sẽ bán rất là chạy. Cùng với đó là chính sách miễn đăng kiểm lần đầu đến 3 năm cho xe đăng ký mới vừa mới được ban hành sẽ là đòn bẩy góp phần thúc đẩy thị trường ô tô khởi sắc. Khách hàng mua xe sẽ là những người trực tiếp hưởng lợi từ những chính sách ưu đãi này. Thưa quý vị và các bạn, nhiều doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh đã làm quen với khái niệm tiêu dùng xanh thông qua việc mua sắm và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe con người, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên. Qua đó góp phần giảm thiểu chất thải nhựa, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững. Hơn một năm nay, bà Nhàn không còn sử dụng túi ni lông một lần khi đi chợ, thay vào đó là những chiếc túi vải này, vừa tiện dụng, vừa bền chắc, lại thân thiện với môi trường. Cô có thể chỉ dùng một cái túi môi trường này thôi, thì cô đã đựng được rất nhiều thứ ở trong này rồi. Thế và nó rất là tiện. Bây giờ thì mang về là phân loại rau củ quả của mình ra xong đâu đấy rồi cô lại giặt túi. Thế và mai nó khô luôn thì lại đi chợ được luôn. Nhiều đơn vị cửa hàng cũng hướng tới việc xanh hóa trong sản xuất và kinh doanh. Như tại cửa hàng này, việc đóng gói sản phẩm đã sử dụng toàn bộ bằng các vật liệu bao bì thân thiện với môi trường. Mua hàng hoa quả ở đây thì các bạn có túi giấy hoặc là ví dụ như là túi ni lông nhưng mà ni lông là tự hủy. Thế thì cái đấy thì mình thấy là rất là thân thiện đến môi trường thì cái đấy nên là ủng hộ. Bên em thì vẫn có sử dụng khay giấy, túi giấy
Ngoài ra thì ví dụ như thực phẩm thì bọn em thường là sẽ cho vào các hộp giấy để thân thiện với môi trường hơn. Để làm thay đổi nhận thức thói quen của người dân, các tổ chức hội, đoàn thể thời gian qua đã tích cực tuyên truyền để các hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường. Chúng tôi tuyên truyền đến những cái hộ tiểu thương, đặc biệt là những cái hộ kinh doanh trên địa bàn của thành phố là sử dụng những cái vật liệu xanh mà có thể là gắn với những cái tiêu chí đó là gần gũi thiên với môi trường. Sự thay đổi nhận thức của người tiêu dùng, sự chung tay của đoàn thể, doanh nghiệp sẽ là xu hướng giúp tiêu dùng xanh ngày càng lan tỏa, góp phần tích cực trong cuộc chiến nói không với rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương đang bước vào vụ thu hoạch chè xuân. Đây là thời điểm được bà con mong đợi bởi là lứa chè đầu tiên trong năm, được chăm sóc tốt, thời tiết khá thuận lợi, hứa hẹn mang lại thu nhập cao cho người trồng chè. Những ngày này, bà con nông dân ở nhiều thôn bản đang đổi công cho nhau, tranh thủ đẩy nhanh tiến độ thu hoạch chè xuân. Thời tiết thuận lợi, bà con chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật. Cây chè sinh trưởng phát triển tốt, búp nhiều, tiêu thụ lại thuận lợi nên người trồng chè rất phấn khởi. Chè năm nay cả làng cả xã thì chè xuân rất là đẹp tuyệt vời. Năm nay là hơn năng suất hơn năm ngoái. Thì cơ bản là nó tốt. Vì cái thời tiết nó được ấm áp hơn, nó không được lúc nắng cái kiểu nó không được rét như mọi năm ngoái. Thời điểm này giá thu mua chè búp khá cao, ổn định từ 6.500 đến 8.000 đồng một kg. Thực hiện sản xuất chè hàng hóa, thành lập tổ hợp tác liên kết sản xuất đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn VGAP là những biện pháp nhằm giúp nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo sản phẩm chè có đầu ra ổn định. Cái sản lượng chè búp tươi của cái lứa vụ xuân này thì so với năm 2022 thì phát triển rất là tốt và có rất là nhiều triển vọng, và hy vọng rằng năm 2023 thì cái sản lượng chè búp tươi sẽ tăng cao. Năm 2022, nông dân Lùng Vai thu được 800 tấn chè búp tươi, mang về nguồn thu khoảng 48 tỷ đồng. Hiện Lùng Vai có trên 1.000 hectare chè, trong đó hơn 800 hectare chè kinh doanh, năng suất đảm bảo, chất lượng tốt, giá thu mua lại khá cao, đang mang lại nhiều niềm vui cho nhiều hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu được trồng và chăm sóc tại Lào Cai, thì thực trạng nông sản đội lốt gắn mác Sapa Lào Cai đang là bài toán khó với các ngành chức năng. Điều này vô hình chung đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu nông sản tại địa phương. Không khó để bắt gặp tấm biển quảng cáo hạt rẻ nếp Sapa. Hộp được in rõ bánh hạt rẻ Sapa khiến người mua dễ dàng lầm tưởng đây là đặc sản của Sapa. Hay những ngày gần đây, khi dâu tây đang vào chính vụ, thì dâu tây Trung Quốc cũng trà trộn vào thị trường, được người bán mời chào khá thuyết phục. Ở Tà Phìn, xã nó rơi vào 80-90 nghìn. Rẻ thế nhở? Bây giờ là mùa đang mùa mà, và mùa vào đấy hái mình tự hái nó lấy 200. À thì bao giờ cũng thế. Ví dụ như thế là khách vào kiểu là được chủ yếu là vào chụp ảnh, em hiểu không? Nên là nó bán đắt hơn bọn chị là bọn chị đi buôn nó khác. Theo thông tin từ Phòng Kinh tế thị xã thì hiện nay chưa có vùng trồng cây rẻ tập trung và chưa có hạt rẻ để bán thành hàng hóa tại địa phương. Riêng dâu tây hiện có khoảng 2 hectare, tập trung ở xã Tà Phìn, nhưng phần lớn được du khách trực tiếp trải nghiệm hái tại vườn. Để bảo vệ thương hiệu nông sản Sapa, nhiều giải pháp đã được địa phương tính đến. Sapa cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát lại toàn bộ các mặt hàng mà không đảm bảo, không đúng theo cái quy định, đặc biệt là theo cái sản phẩm mà Sapa đã được công nhận. Từ đó thì sẽ có những biện pháp xử lý mạnh để đảm bảo lập lại trật tự trong cái vụ này. Không chỉ là hạt rẻ, dâu tây bị đội lốt gắn mác Sapa, mà nhiều nông sản khác khi vào vụ như đào, mận, lê, mầm đá cũng phải đối diện với thực trạng này. Hơn bao giờ hết, vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản Sapa và hình ảnh du lịch Sapa cần phải được thực hiện quyết liệt hơn nữa. Từ đây, thời lượng dành cho bản tin Tài chính thị trường đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.